Ông tới đây chi vậy? Hồi sáng gặp chị hai. Chị hai nói má bệnh á, anh mua xíu đồ qua thăm má. Ê ê, khoan khoan khoan. Má? Ai là má của ông? Thôi ông về giùm cái đi, khỏi thăm hỏi gì hết á. Má của em là má của anh đó. Với lại anh qua thăm má chứ đâu có qua thăm em đâu. Khoan. Ông đừng có tưởng là tôi không biết ý đồ của ông nha. Hết lấy lòng chị hai tôi, giờ qua lấy lòng má tôi đúng không? Chơi kỳ lắm nghe. Tôi nghĩ cái gì là biết hết trơn vậy trời. Bởi người ta nói đúng, người yêu của tôi dễ thương và thông minh nữa. Chịu lắm mà nghe. Má, đứng lại. Sao vậy? Không cho vô. Má, không được. Má, không được. Má, má bị gì kìa? Trời má. Ơi, má ơi. Má ơi, má. Ông kia. Má. Cái gì mà la bài hải vậy hả? Má. Trời ơi, má ơi. Con nghe chị hai nói má bệnh, con lo lắm. Có chuyện gì á má cứ kêu con. Con qua đây chở má đi khám bệnh. Còn mà con kẹt quá, con kêu đàn em con qua hốt má luôn. Ê! Ý con là con kêu đàn em qua chở má. Ai là má của ông mà ông cứ má má hoài vậy? Thôi khỏi thăm hỏi gì hết, ông đi về giùm đi. Em ngộ quá. Má của em cũng là má của anh vậy. Sữa nè má. Với lại á, má không la anh thôi mất mớ vậy em la anh, đúng không? Đường nè má. Bộ dữ má. Dạ. Má tẩm bổ đi má. Nè. Dạ. Nói chuyện với người lớn đàng hoàng chút nha. Con dân nó nói vậy đúng rồi đó. Đừng có kêu má. Nghe vậy người ngoài người ta hiểu lầm rồi sao? Trời ơi. Má sợ người ngoài hiểu lầm á thì bây giờ má cứ gả dân cho con là người ta hết hiểu lầm thôi chứ có gì đâu. Cái ông này, ông đừng có mơ. Chồng của tôi á phải là người tốt bụng, phải nghĩa hiệp, giống như là mấy anh hùng ở trong phim vậy đó. Thái Sơn trước mắt mà em không thấy. Anh á là anh nghĩa hiệp số 1 luôn. Anh á là anh đại ca. Mà bao nhiêu đàn em bên ngoài nên em cứ yên tâm, anh nghĩa hiệp lắm. Quỳ quỳ, bỏ cái chân xuống, ngồi trước bàn thờ nghe. Dạ dạ con xin lỗi. Dạ con xin lỗi má. Nghĩa hiệp con khỉ á. Ai mà không biết chiến tích quậy phá của ông với đàn em của ông. Giờ thăm hỏi xong rồi, đi về giùm cái đi. Sẵn tiện đến giờ trưa rồi má chưa ăn cơm đúng không? Không ấy còn ở lại ăn cơm với má cho vui ha. Thôi ý, nói chuyện nãy giờ quên. Cả nhà cứ uống nước tự nhiên coi như ở nhà mình đi. Thoải mái đừng khách sáo vậy, cứ uống đi. Thôi được rồi, tôi cảm ơn. Dạ, uống nước vậy Dân. Dân. Nhà này nhà tôi mà. Thì nhà của Dân cũng như là nhà của tôi thôi, thoải mái đi, trời ơi. Mà nhà của tôi cũng không có nấu dư cơm đâu. Anh đi về giùm cái đi.
Nè. Dạ. Thực ra thì má con tôi cũng không chuẩn bị cái gì. Cơm nhà thì bình dân đạm bạc lắm, mời thì ngại, không mấy để bữa khác nha. Còn bây giờ cũng trưa lắm rồi, thôi về nghỉ nha. Đó, anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Má tôi nói như vậy á là đuổi khéo đó. Nếu như mà anh không hiểu á, đi về giùm đi. Đâu có, má đâu có đuổi đâu. Má nói nó đi về thôi mà. Hai cái là một đó má. Ừ. Nhưng mà không sao, má nói cái gì con cũng thương má hết. Má cũng như là má của con vậy đó. Ờ, không ấy, vậy má nhà má nghỉ ngơi đi. Chừng nào má bệnh á, con qua thăm má tiếp. Trời. Má về, anh về nghe dân. Dạ. Cái ly, cái ly. Ờ, con quên. Thôi má ăn về, anh về nghe dân. Lẹ đi. Đó, má coi đó. Má ngồi nói chuyện chút xíu má còn không chịu nổi nữa. Sao con chịu nổi? Thằng này nó tưng thiệt. Nhưng mà hình như nó thương con thiệt hay sao á. Trời, chưa gì mà má đã nói vậy rồi. Thì má thấy khách quan vậy thôi. Còn phải để thời gian coi làm sao chứ. Nói vậy thì thôi chứ ai biết sau này nó làm sao. Thôi đi, cho dù ổng có thương con thiệt á, con cũng không có thương ổng đâu. Sao con ghét nó dữ vậy? Tại con thấy ổng á giống hệt mấy cái tên mà hay nịnh bợ đóng mấy cái vai phản diện trong phim vậy đó má. Trời ơi, má thấy con lậm phim dữ lắm rồi nha. Mà thấy nó cũng giống thiệt. Anh Thành. Anh xin lỗi. Anh không biết là má anh với lại chị hai đi kiếm em. Anh không cần xin lỗi nữa. Bữa nay tôi gặp anh là muốn nói rõ mọi chuyện với anh. Anh đừng đi theo làm phiền gì ba nữa. Tôi sắp cưới anh tốt rồi. Chị hai anh cũng nói Anh cũng có vợ sắp cưới. Tôi với anh từ nay coi như chưa từng quen biết. Hoa, em đừng có như vậy mà. Em có yêu anh tốt đâu, sao em có thể cưới ảnh được. Còn chuyện anh có vợ sắp cưới là chị hai anh nói xạo thôi, chứ anh đâu có đồng ý cưới Bích. Hay là tụi mình cố gắng thuyết phục ba em với lại má anh nha. Anh không cần phải nói nhiều như vậy. Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Hoa, anh xin em đó. Em hãy tin anh đi. Anh sẽ có cách để cho mọi người ủng hộ mối quan hệ của tụi mình. Anh buông ra. Không, anh không buông. Anh không muốn mất em. Anh không để cho em đi lấy chồng được đâu. Tôi nói anh buông ra mà. Hoa, anh buông ra. Anh buông ra đi. Tôi nói rõ rồi mà. Tôi với anh từ nay không còn mối quan hệ gì nữa. Hoa, 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 Hoa. Cũng chết hả mày? Trời ơi. Nè anh kia. Anh Thành. Anh có sao không? Anh Thành. Anh Thành. Thành sao rồi? Dạ, bác sĩ đang cấp cứu cho ảnh. Tại sao lại ra nông nổi này hả? Tại cái con trôi sông lạc chợ đó chứ tại ai? Mày, em à, mày em. Còn mặt dày đứng đây ủa nữa hả? Em, thôi buông ra coi. Anh buông ra làm cái gì vậy? Thôi đi. Chị. Còn cô đi khuất mắt tôi đi. Cô nghe gì không? Em, thôi đi chứ. Chị, bình tĩnh lại đi chị. Cái dân hồ xử mày đó. Thôi em. Đi. Bình tĩnh lại đi chị. Nè. Đừng có mơ mà bước chân vô nhà tao nha. Nhìn cái bản mặt là khó ưa rồi. Má coi kìa. Trời ơi em mày sống chết không biết ra làm sao. Mà cứ ở đó gây gỗ hoài.
Thôi mà em, đang ở trong bệnh viện người ta la bây giờ. Nhiều chuyện. Làm gì đứng đó, bố qua đây. Con cầu xin trời Phật phù hộ cho thằng Thành tai qua nạn khỏi. Nam mô. Ai cho ngồi xuống? Phật. Bác ơi, con tin là anh Thành sẽ không sao đâu bác. Nhìn gì? Người nó thì bầm dập, không biết đầu nó có bị sao không ta? Có khi nào nó tỉnh dậy, cái nó ngồi nó cười miết không ta? Ăn nói tầm bậy tầm bạ không à? Con đang lo cho nó thôi. Bác sĩ đã chụp hình rồi, nói là nó không có sao, em đừng có nói lung tung như vậy. Má, hay là má về nghỉ đi, để con ở đây với thằng Thành. Phải đó má, sáng rồi mình vô, chứ ở đây chỗ đầu ngủ. Thằng Thành nó chưa tỉnh làm sao má về được. Đến là muốn về thì về đi. Bác, để con ở lại đây với bác nha. Thôi, có anh là được rồi. Em cứ về đi, để không thôi má em lo đó. Con về đi, bác ở đây cũng được rồi. Má con cũng đang bệnh đó. Dạ, vậy để sáng mai con vô nữa nha bác. Anh Phú, anh về anh chở anh Bảy vô đây đi. Để nó ở đây với má, chứ em đâu có sức đâu. Lỡ chút nữa em xỉu thì sao? Để anh về chở con Bảy vô. Dạ thưa má con về. Anh đi nghe. Thưa má con về. Thưa chị em về. Đang yên đang lành tự nhiên bị xe đụng mà. Cũng tại cái con quỷ đó hết á. Thiệt tình bực mình hết sức. Trời ơi, mày nói cả buổi rồi cũng chưa đã miệng hay sao? Mày yên lặng chút cho tao nhờ cái. Không ở với má thì má giận, ở nói chuyện với má thì má cũng la nữa. Không biết sao vừa lòng má nữa. Cũng may là thằng Thành không sao. Lúc mà nghe người ta báo á, anh hết hồn luôn. Dạ. Thằng này đúng là bạn nó lớn. Cô cho tôi hỏi, anh Thành sao rồi? Dạ, anh Thành đã qua cơn nguy hiểm rồi chị. Tay trái của ảnh thì bị chấn thương, may là không có chấn thương não. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Con nhỏ thương hồ kìa. Cô kia, giờ này mà cô còn chưa về nữa. Tôi chỉ muốn hỏi coi anh Thành có sao không, rồi tôi đón xe tôi về mà. Anh Thành ảnh không sao hết á, ở đây đã có tôi lo rồi. Cô đi về nhanh đi, nếu không thì đừng có trách tôi. Tôi đang chờ xe. Thôi, mình đi về đi em. À, anh quên mất, anh chưa mua đồ ăn cho Thảo với lại má. Hay là em cứ về trước đi. Dạ, em về nha. Em ơi. Anh Thành không sao rồi, tôi sẽ không gặp ảnh nữa đâu. Nè, em đừng có hiểu lầm. Anh là Phú, anh rể của thằng Thành. Nhưng mà thật sự anh thương nó giống như là em ruột của mình vậy. Anh không có suy nghĩ cổ hủ như má với vợ của anh đâu. Anh biết tình cảm của hai đứa mà. Anh thấy em là người con gái hiền lành, anh cũng muốn giúp cho hai đứa lắm. Nhưng anh không biết phải làm sao nữa. Anh thật sự xin lỗi vì mấy chuyện má và vợ anh đã làm với em. Không sao đâu anh, em cũng sắp lấy chồng rồi. Mai mốt có gì anh khuyên anh Thành giùm em, đừng có tìm em nữa. Em à, em hết yêu thằng Thành rồi hay sao mà bỏ đi lấy chồng vậy? Em với ảnh cũng chỉ là mới bắt đầu, chưa có gì sâu đậm. Em không muốn làm ba em buồn lòng, không muốn một mối quan hệ mà có quá nhiều rào cản. Sao em lại dễ bỏ cuộc quá vậy?
em phải đấu tranh vì tình yêu của mình chứ. Anh hứa sẽ giúp cho hai đứa tụi em. Em cảm ơn anh, nhưng mà em đã quyết định rồi, em về. Em làm như vậy không thấy có lỗi với thằng Thành hay sao? Nếu mà nó mất em á, anh nghĩ là nó sẽ suy sụp lắm. Có khi là nó làm chuyện dại dột nữa. Em cũng thấy đó, nói gì em mình đã bị tai nạn rồi đó. Em nên suy nghĩ kỹ đi. Phải sống cho hạnh phúc của mình, đừng có vì người khác nữa. Em à, nhà em chỗ nào để đưa em về? Em đón đa ôm được rồi. Bây giờ khó đón xe lắm, tối rồi, đi đường rất là nguy hiểm. Đừng có ngại, anh chở về cho. Cảm ơn anh. Đi đâu mà lâu dữ thần thì không biết nữa. Anh Hai. Cô Ba. Đây nè, Tân ơi, hồi nãy em chèo ngang vườn sầu riêng. Thấy họ bán rẻ ngon quá, cho nên em mua chanh trái nè, ăn đi. Cảm ơn cô Ba nghe. Có gì đâu. Mà cô về rồi, con qua đâu? Ủa, con qua chưa về hả anh? Nó nói với tôi là đi với cô mua vải may áo dài cưới. Vậy là nó không đi chung với cô hả? Có đi chung. Mà làm gì? Đi tới chỗ may áo dài á, cái bà thợ may mới đi công chuyện mất tiêu hả? Cái con bà mới kêu là ở nhà chờ má nó về đi rồi đo. Chắc vậy nên qua nó ngồi chờ, nó chưa có về á. Sao không để sáng mai quay lại? Nè, chỗ đó xa không cô? Giờ tối thui rồi, hay để tôi đi đón nó nghe. Không được, anh ngồi xuống. Tôi đi đón. Cái chỗ đó nó không có xa lắm, nhưng mà nó ngoằn ngoèo, nó quẹo tùm lum hà. Anh kiếm không có được đâu. Thôi được rồi, để em đi cho, nghe. Dạ, lẹ giùm đi cô bác. Dạ. Hai đứa quỷ này đi đâu mà giờ này chưa chịu về nữa. Trời, có khi nào nó giống trong mấy cái tuồng cải lương, nó trốn đi với nhau không trời? Trời ơi, vậy là tiêu mình rồi. Khổ ghê vậy. Anh dừng lại giùm em. Ủa, sao vậy? Sao không để anh đưa em tới nhà luôn? Thôi, được rồi, anh đi về đi. Vậy hả? Vậy thôi anh về cái. Dạ, cảm ơn anh Phú. Anh về nghe. Dạ, chào anh. Dì Ba. Trời ơi, con đi đâu mà giờ này mới về? Làm gì lo gần chết hả? Con... Tao tưởng mày với thằng Thành trốn đi với nhau là chắc tao tiêu với anh Hai luôn rồi đó. Dạ, anh Thành ảnh đuổi theo con, xong bị xe đụng. Ôi trời ơi, con phải đưa anh xuống bệnh viện tỉnh. Rồi, nó có làm sao không? Dạ, tình trạng của anh cũng tạm ổn rồi dì. Nhưng mà lúc con về, anh còn chưa tỉnh nữa. Trời ơi, vậy... Bây giờ mày tính sao? Lúc anh bị tai nạn á, con cứ tưởng anh sẽ chết. Con thật sự rất muốn được ở bên ảnh. Con mâu thuẫn lắm, con không biết phải làm sao cho đúng nữa. Thiệt khổ ghê. Bây giờ con cũng sắp đám cưới với thằng Tốt rồi, mọi chuyện đã sẵn sàng hết rồi, đâu có thể thối lui được con. Thôi con quên Thành đi, con mà dính líu tới nó nhất định là bên nhà đó làm con bị tổn thương nữa. Nói nào ngay, Thành nó cũng không có gì nguy hiểm. Mà thôi đi, coi như hai đứa không có duyên đi. Ba cái chuyện tình cảm, thời gian nó cũng nguôi ngoai thôi con, hen. Bây giờ đừng có nghĩ gì hết, lo cho cái đám cưới sắp tới nè, nha. Thôi đi vô đi, để ba trong. Khoan đợi đã. Nghe nè, hồi nãy á, dì nói với anh Hai á, là con ngồi đợi bà thợ may về may áo, cho nên là mày về trễ. Nghe không, một chút mày nói với ba mày y chang vậy nghe chưa? Dạ, con biết rồi dì. Đi vô đi.
Em hãy tin anh đi, anh sẽ có cách để cho mọi người ủng hộ mối quan hệ của tụi mình. Anh buông ra. Không, anh không buông. Anh không muốn mất em. Anh không để cho em đi lấy chồng được đâu. Tôi nói anh buông ra mà. Quá. Anh buông không. Ra. Anh buông ra đi. Cũng chết hả mày? Mình đứng đây chờ xe đi em. Dạ. Nè, em cầm lấy đi. Có cần mua gì thì mua. Thôi anh cất đi, em còn tiền mà. Nè, em cứ cầm lấy đi. Mình sắp là vợ chồng rồi, tiền của anh cũng là của em mà. Ủa, chúng ta đi đâu? Sao lâu vậy anh? Trễ xe làm sao? Chắc cậu Tư đi ngó người thương của cậu Tư trước khi đi đó. Đúng là tơ lòng thường khó dứt. Cũng tội nghiệp chú Tư. Cố chấp như cậu Tư cũng không tốt. Sẽ bỏ lỡ một ai đó. Tất nhiên rồi. Em sẽ không như chú Tư bỏ lỡ gì ba đâu. Cậu. Còn cái tay này múc được mà. Làm gì đút đút như con nít vậy? Thôi được rồi, không ăn nữa đâu. Con phải ráng ăn đi cho nó mau khỏe. Thôi không ăn nữa đâu, cất đi. Con thấy mệt quá không á. Thôi mình đừng ép nó má. Có gì mình nói bác sĩ vô thêm nước biển cho nó. Ừ. Anh hai à, cái người mà người ta đụng em á, người ta có sao không? Họ sợ quá, họ bỏ chạy luôn rồi. Ủa? Vậy lúc đó ai đưa em vô bệnh viện? Ờ thì... Mà người đi đường đưa con vô bệnh viện đó. Anh cũng có cảm ơn người ta rồi. Số kỳ với ta. Chắc lúc đó bị ảo giác rồi. Bà thôi đi. Con á, chạy ẩu tả riết rồi quen à. Có ngày á, chấn thương sọ não chứ không phải là như bây giờ đâu. Thằng Thành nó không sao là may rồi má. Sau này nó sẽ cẩn thận hơn mà. Thôi con không sao đâu, má đừng có lo lắng nữa. Má về nghỉ ngơi đi. Dạ phải đó má. Tối hôm qua má có ngủ được đâu. Con ở đây với thằng Thành được rồi. Má cứ về nghỉ ngơi đi. Ừ. Vậy con ở đây với nó nghe. Dạ. Má về nghỉ chút rồi má vô. Dạ. Bảy. Dạ. Đưa bà về đi con. Dạ. Nè, có cái gì thì gọi điện cho má liền. Dạ. Dạ hai cậu con về. Ừ. Con nghỉ ngơi đó. Con biết rồi. Anh hai à, em nhờ anh chuyện được không? Hả? Chuyện gì em nói đi. Qua sắp lập đám cưới rồi, em muốn gặp Qua. Anh có thể tìm Qua cho em gặp được không? Thiệt ra người đưa em vô trong bệnh viện là Qua đó. Cái gì? Thiệt hả anh? Ừ. Sau này má mới nói với em là người đi đường mà. Ừ, tại má không muốn nhắc tới Qua thôi. Lúc mà má với anh chị vô, Qua còn đứng ngay chỗ cấp cứu nữa đó. Tại Thảo chửi quá nên Qua bỏ đi. Má này thiệt tình. À, anh biết nhà của Qua. Lát nữa má vô, anh sẽ đi gặp Qua, chuyển lời cho em nhé. Dạ, em cảm ơn anh hai nhiều lắm nha. Anh em không à. Ơn nghĩa gì chứ. Thôi, em nằm nghỉ đi. Dạ. Đỡ đỡ em xuống cái đi. À.
nay mẹ khỏe hơn rồi. Đợi mẹ nấu cơm xong á, mẹ con mình ra bờ sông hóng mát. Hôm qua anh không tới. Thằng Thành nó bị tai nạn giao thông. Anh phải ở bệnh viện từ tối hôm qua tới giờ. Nãy bà già kêu thay anh để anh ra nhà máy, nên anh tranh thủ ghé qua thăm em. Em thấy khỏe rồi chưa? Dạ, em uống thuốc qua nay em bớt sốt rồi. Cũng may là bị cảm sốt thôi, chứ mà sốt xuất huyết á, không biết con mình sao nữa. Đang giai đoạn đầu, em phải cẩn thận nha. Không có anh ở bên cạnh, em phải biết tự chăm sóc cho mình, biết chưa? Em biết rồi. Thằng Thành đúng là số nó lớn thiệt. Bị đụng xe như vậy mà nó lại không chết. Bây giờ còn thêm con Bích nữa chứ. Đáng lẽ là trưa hôm qua anh ghé thăm em rồi, mà hình như nó nghi ngờ anh cái gì đó nên nó bám theo anh. Mấy lần có chuyện gấp á, em đi tới nhà máy tìm anh, mà gặp Bích nghe máy á, nên em cúp máy à. Lát rồi bà gọi điện lại cho em, em tưởng là anh, nên em gạt bà là em tìm anh để hỏi mua gạo. Không biết là bà có nghi ngờ gì không nữa. Anh không biết là nó theo dõi anh có mục đích gì nữa. Con nhỏ này thâm sâu khó lường lắm. Nếu mà để nó cưới được thằng Thành sẽ bất lợi cho anh. Vậy bây giờ anh tính sao? Thằng Thành nó không muốn cưới con Bích, nó yêu một con nhỏ thương hồn. Anh sẽ giúp cho hai đứa nó tới với nhau, gia đình đó nhất định sẽ xào xáo. Bà già đó sẽ không còn tâm trạng nào để nghĩ tới nhà máy nữa. Còn con Bích nó sẽ thất vọng, hận thằng Thành. Anh có thể lôi kéo nó về phía của mình. Một công đôi chuyện. Đàn bà ghen tuông kinh khủng lắm. Không có gì bằng người mình yêu bỏ đi lấy vợ đâu. Không phải ai cũng cao thượng như em đâu đó. Anh biết em thiệt thòi nhiều về anh mà. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Em chỉ mong là cả nhà mình ba người được ở bên nhau thôi. Ngày đó sẽ tới thôi mà em. Kế hoạch của anh đang tiến hành rất là thuận lợi. Nhưng từ bây giờ mình phải cẩn thận hơn. Nè, em đừng có điện tới nhà máy nữa. Anh sẽ sắp xếp tới thăm em thường xuyên hơn. Em biết rồi. Anh nói là phải giữ lời đó. Còn với em ở một mình nhớ anh lắm. Ba xin lỗi nha con của ba. Ủa, sao không nghe được gì vậy? Con chỉ mới bằng hạt mè thôi, sao mà anh nghe được? Vậy hạt mè của ba mau lớn, khỏe mạnh nghe. Ba sẽ làm tất cả vì hai mẹ con đó. Qua. 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 Dạ. Dạ ba kêu con. Ba nói là nấu nước pha cho ba bình trà, nãy giờ chưa có nữa, sao lâu dữ vậy? Dạ con quên rồi. Thiệt tình. Ba, uống nước đi ba. Hay ba vô nghỉ một chút, chưa làm tiếp ba. Ngồi làm có gì đâu mệt. Còn chút xíu nữa là xong rồi. Dạ. Vậy tối nay con đi cắm câu với ba nha. Chứ ba đi một mình con không yên tâm. Con ở nhà một mình ba mới không yên tâm nữa. Nè, hôm nay đầu óc con để đâu vậy? Hết đổ cái này rồi bể cái kia. Biểu nấu nước cho ba thôi mà cũng quên nữa. Lơ mơ rồi có ngày trái nhà. Dạ, con nghĩ tới đám cưới thôi. Thiệt vậy á thì tốt. Thôi con vô nấu cơm nha ba.
À, cô ơi, cô ơi, cô ơi. Dạ. À, cô ơi cho tôi hỏi là nhà này cho thuê có phải không cô? Dạ, dạ đúng. Nhưng mà bây giờ nhà em thuê rồi anh. Quang, thằng Thành nó đã tỉnh rồi, nhưng mà nó còn yếu lắm, nó muốn gặp em đó. Chuyện của anh Thành không liên quan gì tới em nữa. Hay anh chạy ra ngã tư đằng kia, em thấy người ta có đề bản cho thuê đó, anh hỏi thử. Cảm ơn cô nghe. Hôm nay tôi tính thuê cái nhà này rồi mà cứ chần chừ. Bởi vậy ông bà mình nói đúng mà, phải trân trọng cái trước mắt, chứ mất đi rồi á khó kiếm lắm. Anh đi trước nha. Tiếc quá. Qua. Qua. Dạ. Cậu nó hỏi gì vậy? Dạ anh hỏi thuê nhà thôi ba. Cái cậu này sao ba thấy quen quen? Ba nhớ là gặp ở đâu rồi? Chắc người giống người đó ba. Bây giờ nhiều người đi làm, người ta ăn mặc lịch sự vậy đó. Thôi con vô nấu cơm nha ba. Để cho nó ngủ đi anh hai. Tội nghiệp, nó ngáy nãy giờ nhức cái đầu em luôn á. Bảy. Dạ cậu. Con mệt thì về nhà ngủ đi rồi vô sao. Có cậu ở đây với cậu ba được rồi, về đi. Dạ không có được, bà kêu con là phải ở đây với cậu ba. À hay là cậu ở đây với cậu ba nha, con đi đỡ bình thủy nước, nãy giờ không có ai, con không có đi được. Đi đi. Dạ. Có đi đừng có ngủ gục, té độc mặt à. Dạ. Em thấy đỡ chưa? Thấy còn hơi mệt. Anh gặp Quang sao rồi? Anh nói hết lời rồi, nhưng mà Quang không chịu tới gặp em. Còn vài ngày nữa là đám cưới rồi, em không thể mất Quang được đâu. Em phải tới gặp Quang. Đỡ em vậy. Ê, nè, em chưa đi nổi đâu. Nghe lời của anh đi. Em chưa đi tới đó làm đã ngất xỉu rồi. Không sao đâu. Thành à, em... Thành. Anh Thành, anh phải lo cho sức khỏe của anh chứ. Để anh kêu bác sĩ vô cắt lại cho nó. Nếu như cổ yêu anh thì cổ đã tới đây thăm anh rồi. Anh Thành, nhìn thấy anh như vậy, anh có biết là em đau lòng lắm không? Tới khi nào qua không còn yêu anh thì anh mới bỏ cuộc. Em đừng có tốt với anh nữa, thiệt thòi cho em lắm đó. Anh có thể không yêu em, nhưng mà anh đâu có thể nào cấm em yêu anh được, đúng không? Em không cần anh đáp lại tình cảm của em đâu. Em chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi. Bích à. Thôi, anh không cần phải nói nhiều đâu, anh đang mệt mà. Con về trước đi, cậu đi đây có chút việc. Đi ngó người thương hả cậu? Tầm bảy tầm bạ tao đập mất dịch vừa. Muốn bệnh đi mua thuốc uống. Về trước đi. Vậy con đi trước à? Ừ. Trời ơi, chuyện ai nấy lo đi mà. Cái gì vậy?
Ủa, còn 500 anh em đâu? 500 anh em nào? Có mình em à. Tao kêu mày bỏ tiền ra mướn một đống đàn em cơ mà. Đại ca đưa có 30 ngàn. Đâu ra 500 anh em đại ca? Trời ơi, mặt mày non chẹt vậy, mày làm đàn em tao sao ai tin? Thôi kệ đi đại ca, không sao đâu, em lo được. Cái thằng này. Mà sao, lâu quá vậy đại ca? Mày yên tâm đi, cái con đường này á là dân hay đi học về, thế nào cũng đi ngang qua đây à. Đại ca, để em đi ra nghe đại ca. Ra ra đi. Nè cô em xinh đẹp. Ê, em làm gì vậy? Thì tôi sợ sợ cô chứ làm gì. Ê, tôi la lên bây giờ đó. Ở đây yên tĩnh lắm, cô la cũng không ai nghe đâu. Ê, ê, buông ra. Trời ơi, dễ thương quá à. Em làm gì đó? Chơi với anh nghe. Em làm gì? La cũng la không lên ai nghe đó. Đâu. Chơi với anh nha. Buông ra coi. Trời ơi, cái gì vậy? Thương quá à. Ê, buông ra. Chơi với anh nha. Buông tôi ra. Anh không buông ra đó. Đi nha em. Nè, có chuyện gì vậy? Cái thằng cha này sao làm sợ tôi kìa. Mày lần nào? Anh làm gì vậy? Trời ơi, đại ca ơi, cứu em đại ca ơi. Nó quánh em thiệt kìa đại ca ơi. Đại ca, đại ca. Trời ơi, làm nặng quá, cái gì vậy? Tao kêu mày đánh nó xong mày xách vỏ cho nó. Tao quánh em. Ông Quý, đây là đàn em của ông hả? Bình tĩnh lại em. Chặt cái vỏ cho người ta đi. Dạ, đại ca lấy xuống giùm em cái. Mày. Ây da. Cái người này là đàn em của ông á hả? Anh không biết nó. Mày là ai tao không biết, đi. Đại ca mới thuê 30 ngàn, 500 anh em. Giờ đại ca nói vậy. Mày khủng hả mày? Hai người thông đồng với nhau đúng không? Không phải, thật sự là anh chỉ muốn diễn kịch. Anh là anh hùng của mỹ nhân, em là mỹ nhân thôi. Thật sự là không có ý gì hết á. Còn cái ông này nữa, ở đâu mà xuất hiện phá đám gì hả? Đúng rồi đó. Rảnh quá hả? Mà anh rảnh thì có. Rảnh quá, bài trò này nói chỉ vậy. Đúng rồi đó, cái ông ăn trộm. Anh Tốt, anh nói đúng đó. Nè, còn Cưng nữa, chị nói cho Cưng nghe chưa? Cứ đi theo ông Quý này á hả? Có ngày bị ăn đòn cũng đáng lắm á. Còn ông Quý nữa, tôi đã nói là không thích ông mà. Sao ông cứ đi theo tôi hoài vậy? Nhưng mà anh thích em mà Dân. Đừng có bài trò nữa, tôi đã nói không thích ông. Dân. Cái gì nữa đây? Tụi nó tới kìa đại ca. Em ở lại mình giỏi nha. Anh đi nha. Đi đại ca. Chạy đó. Chạy. Ơi còn chiếc xe đại ca. Trời ơi, nó tới gần rồi kìa đại ca. Lẹ đi đại ca. Hai thằng này nè. Lẹ lên. Thôi đi. Lại là mày nữa hả? Đại ca. Bỏ người ta đánh nhau kìa. Bỏ người ta đánh nhau. Trời ơi, tay anh chảy máu rồi. Nhà em ở gần đây à, em đưa anh về băng bó nha. Trời ơi Dân ơi, hình như anh cũng chảy máu nghiêm trọng lắm. Dân ơi, em lôi cho anh đi. Dân ơi đau quá. Anh đi ra. Đi. Dân. Đại ca, còn em sao? Mày cầm 30 ngàn mày lo cho bản thân mày đi. Đại ca, còn em. Đại ca. Dân, đợi anh với. Vô đi, đứng đó làm chi? Giờ mời thế làm sao? Hôm nay bà đỡ nhiều chưa? Bệnh tôi hồi đó giờ vậy mà. Lâu lâu làm mệt một chút rồi hết hà. Hôm bữa thấy ông lấp ló, có mấy đứa ở nhà, tôi không dám ra. Tôi chỉ muốn coi bà sao rồi. Tôi canh hay lắm, tụi nó không thấy tôi đâu. Bao nhiêu năm rồi, ông cứ tốt cho tôi hoài luôn hả? Lo cho bản thân ông đi. Tôi vẫn ăn ngủ bình thường, khỏe mạnh, có gì đâu phải lo.
Ông biết là ý tôi không phải vậy mà. Mình già hết rồi, tôi có hai đứa con gái, còn ông á, cưới vợ đi, cho có người bầu bạn nha. Tôi sống một mình quen rồi, có thêm người tôi mới mệt. Tôi còn thằng cháu, bà khỏi phải lo. Ông cứ vậy hoài. Nói tóm lại, bà khỏi lo cho tôi, bà lo cho sức khỏe bà đi. Lúc này tôi thấy bà chở bệnh nhiều hơn lúc trước đó. Ông đừng đến thăm tôi nữa, cũng đừng để cái gì ở ngoài hàng ba nữa. Bà sợ tôi nói biết hả? Không phải. Ông làm vậy tôi thấy có lỗi với ông nhiều lắm. Hồi đó tôi phụ ông mà. Chuyện qua rồi, bà đừng có nhắc nữa. Tôi đã nói nhiều lắm rồi, tôi không có giận hờn trách móc gì bà. Bây giờ bà cứ coi tôi như người bạn đi, bạn bè. Lâu lâu biếu tặng nhau hay thăm hỏi có sao đâu.